Chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Bình Ninh của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có một miếng đất giá rẻ nữa nè. Em quay cho anh chị mình xem. Thì cái miếng đất mà em chuẩn bị giới thiệu cho anh chị là đường xe ô tô vô tới nè. Mà bề ngang là 8m, chiều dài là khoảng 40 đến 45m, giá là 390. Nghe là thấy đã rồi nha anh chị, giá rẻ rồi nha. Tại vì đất mà có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ mà đường xe ô tô vô tới nữa, giá 390 là cũng ok, ngon lành lắm. Để em quay cho anh chị mình xem ha. Thì anh chị thấy nè, cái này ở ngoài trước đó là đường lộ nhựa, mà đường này là đường tỉnh lộ nha anh chị. Đây là đường chính luôn á. Một lát cái em mở định vị lên cho anh chị mình xem. Nói chung là con đường này mà ở trên Google Maps á, nó là cái đường màu vàng luôn á anh chị. Đường ở đây là nhà cửa là đông đúc luôn. Quanh đây là cho anh chị xem một vòng quanh đây thử đi Thành. Đó, anh chị thấy là quanh đây là dân cư rất là đông luôn ha. Trước nhà của, trước đất của mình á, là anh chị thấy nè, cái đường điện á, dây chằng chịt luôn, mà ở trên là có đường điện ba pha nữa đó nha anh chị. Đường tỉnh lộ mà có đường điện ba pha là đường khu dân cư đông đúc rồi ha. Thì từ cái con đường này nè, anh chị mới đi vô khoảng tầm chừng 50m hay là 60m gì đó là sẽ tới cái miếng đất mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị. Bây giờ em mời anh chị mình cùng đi vô với em nha. Hôm nay Quyền Trang về chợ gạo với Gò Công quay đất cho anh chị mình ha. Nè anh chị, đây là cái miếng đất mà hôm nay Quyền Trang sẽ giới thiệu cho anh chị mình nè. Đây thì cái này là nguyên một cái miếng đất bự á, rồi chủ đất á, người ta cần tiền á, cho nên người ta mới cắt ra một góc, nói chung là cắt ra một một khoảng đất á, để bán cho mình. Thì chủ đất nói là mình sẽ tính từ ở đây, từ cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng ngay chỗ cái cây cọc ở đây nè anh chị, từ ở đây á, mình sẽ đo ngang qua là 8m. 8m á, thì nó sẽ nằm ở khoảng giữa giữa của hai cây dừa này nè. Em có đo là từ cái đây ha, mình đi ngang qua là 8m. Đó. Thì chạy dài xuống cái góc bên này á, thì sẽ là khoảng 45m. Còn cái chiều dài bên này á, là khoảng 40-41. Hậu của mình là 8m luôn. Nói chung là chủ sẽ cắt là đầu đuôi bằng nhau cho anh chị ha. Thì tổng diện tích Quyền Trang hạo thử á, là khoảng 340m2. Chủ kêu giá là 390 triệu. Chủ sẽ cắt sổ ra cho mình luôn. Thế thì chủ nói là thế ai nấy đóng á. Thế thì thường em thấy là thế thu nhập cá nhân nó nhiều hơn thôi. Mà nói chung là mấy cái tiền giấy tờ thế này thì nó cũng không nhiều lắm đâu anh chị. Mình tầm chừng 5 triệu là cùng thôi hà ha. Rồi thì anh chị xem nè. Đây anh chị nhìn lại ha. Từ đây đi ngang qua là 8m. Thành ơi cho khách coi cái, anh chị coi cái chiều dài đó Thành. Đây anh chị thấy là cái chiều dài nè, cái bên chiều dài bên mà 45m á, anh chị thấy là nó hơi đưa ra, nó hơi dư ra tí xíu ha. Thì chủ người ta sẽ thụt vô, người ta sẽ thụt vô tí xíu cho cái đường này nè. Tại vì đường này á, là cũng bỏ đất ra để làm đường công cộng cho người ta ở bên trong người ta đi nữa. Nhưng mà thôi em thấy là đất của mình là ngang 8, dài khoảng 40-45, giá 390 là quá rẻ rồi ha. Nhưng mà tổng diện tích của mình là khoảng tầm chừng 340m2 thôi. Có điều là diện tích trên giấy tờ thì nó sẽ nhiều hơn nha. Diện tích trên giấy tờ nhiều hơn là có, tại vì giấy tờ của chủ là nó dính một phần đất ở bên này nữa nè anh chị. Rồi cái nó dính một phần đất ở bên kia nữa nè. Cái vị trí mà em Thành đang đứng nè. Thành quay lại tí xíu Thành. Đó. Cái đường này là chủ đất đã bỏ ra làm đường đi công cộng rồi. Nhưng mà nó, cái đường đi sẽ thể hiện ở trong sổ của mình luôn. Để em cho anh chị mình xem sổ cái nha. Đây em cho anh chị mình xem cái sổ để mình dễ hình dung nè. Thì đây anh chị thấy chưa? Nó cái này là cái bỏ ra làm đường đi nè anh chị. Nhưng mà nó sẽ dính vô trong đất của mình luôn. Thì đất của mình là nguyên một cái sổ là nó như vậy. Thì mình sẽ đo từ ở bên này, mình sẽ đo ngang qua là 8m, chạy dài xuống. Thì cái bên này nè, đây anh chị nhìn nè, ở bên này là kiến cắn hả Thành? Kiến hả? Đây anh chị mình coi lại ha. Thì ở bên này mình sẽ
mình sẽ đi ngang qua là 8 mét, chạy dài xuống thì một bên đó là 45, một bên đó là khoảng 40 41 mét ha. Thì anh chị nhìn nè, đó. Cái miếng đất của mình như vậy. Thì tổng diện tích bán cho anh chị là ngang 8, dài một bên là 40, một bên 45, nhưng mà trong cái diện tích mà trên sổ của mình nó sẽ nhiều hơn. Trên sổ của mình thì nó sẽ như vậy, nó dính vô cái đường bên này luôn. Anh chị mình sẽ viết một tờ giấy là mình nói là mình chừa đường đi cho hàng xóm để làm đường công cộng ha. Thì nó chỉ có một cái vấn đề ở đó thôi. Bây giờ em sẽ dẫn anh chị mình đi vô trong đất mình xem nha. Trời ơi anh chị ơi, em nói cho nó đã luôn, em quay cho nó đã. Cuối cùng cái chỗ này nó không có lồng tiếng trong này. Nó không có tiếng luôn á anh chị xem nè. Em rù rù luôn. Nên thôi giờ em lồng tiếng lại cho anh chị nha. Thì bây giờ là em đang đi vô bên trong đất đó anh chị. Anh chị thấy là từ cái cổng rào này nè, mình sẽ đo qua 8 mét là ở cái vị trí mà em đang đứng á. Đó là ngang là 8 mét, chiều dài á thì một bên là khoảng 40-41, một bên là khoảng 44-45 ha. Em chừ hao. Đất mình á thì chủ sẽ cắt lại vuông vức cho mình hết luôn. Trong đất thì cũng cao ráo nhưng mà em thấy là nó có hai cái mương. Một cái mương ở ngoài trước á, chủ đất cũng mương này cũng cạn á. Anh chị thấy không, cái mương đó thì chủ đất bỏ mấy cái lá dừa xuống á cho nó đầy luôn á anh chị, mốt mình bơm cát đỡ tốn tiền á. Đó, rồi giờ em đang đi xuống nè. Anh chị thấy mấy cây cọc bơm cọc này là để chủ đất cạm ranh giới cho mình á. Đó, cây cọc đó anh chị. Đất của mình là sẽ vẽ lại một cái bản vẽ là nó vuông vức cho mình luôn ha. Còn cái phần mà bên hông mà dư á thì chủ để lại cái đường đi cho cái hộ mà ở bên trong cuối đất của mình nữa. Này, mình đi tới nữa nha. Đó, anh chị thấy không? Nói chung là ở đây có cái võng nữa kìa anh chị. Em thấy võng là em cũng thích thích rồi. Ngồi ở miền Tây á, hay chiều chiều á, cái mình văng cái võng hai bên cây này nè, mình đung đưa cho nó mát ha. Mà nó kế bên cái cầu tiêu kìa anh chị. Mà có điều cũng không sao đâu anh chị. Nói chung là có cá tra nó lo hết trơn rồi, nó không có mùi gì hết á. Đó, mà không gian thì nó mát liệm luôn, mát lắm. Cái mương mà cậu ca, cái mương vậy là đất mình sẽ có hai cái mương. Cái mương ngoài trước thì nó cũng cạn cạn, nó nông nông, còn cái mương ngoài sau thì em không có rành. Anh chị mình sau này về thì mình có thể để mình nuôi cá tiếp cũng được ha. Còn nếu không thì anh chị mình lắp lại, mình trồng cây. Em đang đi với cuối đất nè. Đó. Đây nè, đây là tới cuối đất rồi nè. Nó ở ngoài sao cuối đất đó, nó không có bằng phẳng mà nó có xéo xéo ha. Giống như một chiều dài một bên là 44, một bên là 41 vậy đó anh chị. Đó, thì đây là cuối đất nè. Nhưng mà em thấy cũng không có ảnh hưởng gì hết, miễn đầu đuôi nó ngang 8 mét là ok rồi ha. Đất mình thì nhỏ nhỏ thôi chứ cũng có vỏ đó anh chị. Anh chị thấy là cũng có dừa nè he, cũng có mít nè, cũng có xoài nữa nè. Có xoài đó anh chị. Đấy. Rồi thì anh chị nào mà thích miếng này thì alo cho em hay ha. Đất của mình thì có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ nè. Đất là đất cây lâu năm. À, ở đây mà lên thổ cư là cũng rẻ lắm nha. Nếu mà lên thổ cư là 100 mét vuông thì khoảng tầm chừng 20 triệu thôi. Anh chị cộng thêm cái tiền, ví dụ như tiền dịch vụ làm giấy tờ 3 triệu nè, tiền đăng ký đo đạc này nọ thì nó chắc cũng khoảng tầm chừng 25-30 triệu ha. Nói chung là lên thổ cư thì cũng rẻ. Nếu mà anh chị nào mà mình vốn ít á, anh chị có thể quan tâm miếng này mình về xem sớm sớm. Em thấy giá mềm. Giá có 390 mà đường ô tô vô tới nữa, mà gần đường tỉnh lộ, gần lộ nhựa nữa. Em quay rất là kỹ nha anh chị. Anh chị nào mua thì nhớ cho em anh nhớ alo cho em hay để em xin qua hồng nha. Chủ đất hứa cho em là 15 triệu tiền qua hồng đó anh chị. Mà nhóm em là đông lắm, 6-7 đứa lận luôn á, có ở nhà nữa. Đất của mình nó là hướng bắc nha anh chị. Nó đất của mình là hướng bắc. Rồi bây giờ Quyền Trang sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem. Đây. Anh chị mình xem nè.
cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí mà Quyền Trang đang đứng á. Cái nhà kế bên anh chị thấy này là nhà của hàng xóm, thì cái con đường ở ngoài trước anh chị thấy không, đường tỉnh lộ 877 nha. Đó, thì đây là cái vị trí của Quyền Trang. Từ đường tỉnh lộ anh chị vô chắc khoảng tầm chừng 50m thôi là mình tới đất của mình rồi. Em sẽ phóng to tí xíu nữa cho anh chị mình dễ hình dung hơn ha. Thì anh chị thấy nè, đây là cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng nè anh chị. Em quay rất là kỹ cho anh chị luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ mở lên. Ở đây được cái là nhiều Bình Ninh, mà nói chung mà nhắc tới Bình Ninh là mình sẽ nhớ tới nhiều công ty. Tụi em hay gọi là cụm công ty rồi á. Đây anh chị xem nè. Nói chung mà màu đỏ đỏ trắng trắng là anh chị thấy công ty á. Mà đất của mình là sát bên công ty luôn. Anh chị mua ở đây á, mình xây nhà trẻ hoặc là mình cho thuê nhà trọ cũng ngon nữa ha. Đó, anh chị nhìn xem công ty rất là nhiều nè. Đó. Thì để em xem từ đây mình sẽ đi chợ nào nha. Em nghĩ chắc là đi chợ ở Cống Vàm Rồng quá. Chợ. À, chợ đúng rồi anh chị ơi. Mình sẽ đi, một là mình sẽ đi chợ Hòa Mỹ. Hai là mình sẽ đi chợ Hạnh Nhật. Thì em thấy là gần chợ Hòa Mỹ nhất nè. Em sẽ bấm từ đây qua chợ Hòa Mỹ bao xa ha. Chợ Hòa Mỹ. Chợ Hòa. Đây, từ ở đây mà mình đi chợ Hòa Mỹ là khoảng 2 phút. Chạy xe chỉ có 1,7 cây số thôi nè. Từ vị trí của Quyền Trang mà về chợ Hòa Mỹ á, Cống Vàm Rồng đâu đó anh chị là 2 phút 1,7 cây số. Còn từ ở đây á, mà anh chị mình về tới ở quanh đây thì trường học cũng nhiều ha anh chị yên tâm. Từ ở đây mà mình về thị trấn Vĩnh Bình đi. Ở đây mà về thị trấn Vĩnh Bình Gò Công Tây á, thì trung bình á, là mình đi khoảng tầm chừng 9 cây số, chạy xe là khoảng 15 phút nha. Còn từ ở đây á, mà anh chị mình về tới thị trấn Chợ Gạo. Thị trấn Chợ Gạo. Ở đây mà về thị trấn Chợ Gạo là khoảng 11 cây số, chạy xe là khoảng 17 phút. Đó. Còn từ ở đây á, mà anh chị mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì mình đi là khoảng tầm 70 cây số, chạy xe là khoảng 1 tiếng 47 phút nha. Rồi thì anh chị nào mà thích miếng này thì hãy alo cho Quyền Trang hay, em sẽ dẫn mình đi xem. Đất mình á, thì chị chủ nói là sẽ cắt vuông nhất cho mình luôn, là ngang 8, hậu 8. Chiều dài thì cũng thẳng băng chạy dài xuống dưới luôn ha. Là khoảng 45 cho đến một bên thì khoảng 42 đi. Em thấy không tới 40 đâu. Đất thì cũng em thấy là cũng ở đây nè. Mấy cái này thì nó cũng bằng phẳng cao ráo. Chỉ có ở đây thì mình sẽ bơm cát ở ngoài trước. Em nghĩ là anh chị mình sẽ bơm cát ở chỗ này nè. Cái này thì cũng cạn thôi chứ không có sâu. Mình bơm cát để mình xây nhà. Còn ở đây thì... có một cái mương cầu cá tra ha. Đó, anh chị mình thoát nước ra để mình sau này mình làm lại cái mương ao cá của mình cũng được ha anh chị. Còn nếu không thì mình cũng có thể lắp lại để mình trồng cây trái cũng được. Rồi, em chào anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video của em. À, thấy vậy chứ miếng đất nhỏ nhỏ nhưng mà cũng có được mấy cây dừa nè, rồi mấy cây mít nữa nè anh chị. Đó, dừa nè, rồi mít rồi nè. Rồi, em chào anh chị ha.